Hi xin chào mọi người ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tác động của ph tới cây trồng và để cây trồng phát triển tốt nhất thì cần ph từ 5,5 cho tới 7 à, khi mà ph thấp ý, thì nó cây trồng sẽ hấp thu dinh dưỡng rất là kém cái thứ hai nữa là vi sinh vật có hại nó sẽ phát triển rất là mạnh cái thứ ba thì vi sinh vật có lợi sẽ phát triển chậm lại hoặc không phát triển nếu để tình trạng này xảy ra lâu ngày thì cái việc phân giải các cái chất ở trong đất nó sẽ bị ngưng tệ dẫn tới đất nó sẽ bị thoái hóa và nghèo oxy thì cái đấy rất là nguy hiểm cho cái việc là rễ cây phát triển đặc biệt là bệnh thối rễ và để khắc phục cái tình trạng này thì Tuấn Anh khuyến cáo mọi người nên sử dụng vôi dolomite để có thể bón cho cây nó sẽ giúp cải tạo pH rất là tốt và an toàn đấy là biện pháp tạm thời, còn biện pháp lâu dài thì chúng ta phải tăng cái lượng phân bón hữu cơ lên. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải để cỏ để hạn chế cái việc nước mưa rửa trôi các ion kiềm mặt và rửa trôi các cái chất mùn dẫn tới đất của chúng ta càng ngày càng xấu đi.